Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại và chia sẻ tới quý vị những thông tin hữu ích có trong bản tin của Seven News. Sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý. Điện biên yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc nghi do thuốc diệt cỏ. Xe VinFast sắp có công nghệ nhìn xuyên gầm. Sốt giá đứt gãy nguồn cung cát ở miền Tây. Vào ao mò trộm ốc bu, chủ ao phát hiện hóa ra người quen. Người quen sợ mình giàu, người lạ sợ mình nghèo. Mới đây một đoạn clip được anh chủ ao nuôi ốc quay lại về một vụ bắt trộm nhưng lại không nghĩ bắt trúng người quen. Theo đó, do thấy bị thất thoát quá nhiều ốc trong vòng một năm nay, nghi là ao mình bị trộm lẻn vào mò nên nửa đêm anh chủ phải đi rình mò để bắt cho bằng được thủ phạm. Thế nhưng không ngờ rằng khi bắt được thì lại thấy người mợ, vợ của cậu ruột mình đang hợp lặng trong ao. Đáng nói hơn là khi bị cháu bắt tại trận, thay vì người mợ thả lại hết số ốc vào ao, thì người mợ chỉ xin lỗi vài câu rồi mang số ốc kia về nhà. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, nên khi cộng đồng mạng xem xong clip thì cho rằng anh quá nhân từ. Biết là người quen khó nói nhưng thà mất lòng còn hơn mất của. Thà mình cho còn hơn để kẻ tham ăn trộm trên công sức của mình. Nhưng ngược lại cũng có nhiều bình luận cho rằng người phụ nữ đáng thương, nghèo khổ quá mới phải lặng lội đi trộm ốc lúc nửa đêm bà cũng lớn tuổi rồi nửa đêm lội nước nhiều khi đột quỵ họ khổ mới như thế thôi anh có gì báo chính quyền để bà không dám nữa chứ đừng bắt vội thường hay kiện cáo gì tội lắm ai nghèo ai khổ cũng đi ăn cắp hết hả huống chi họ hẹn với nhau mà làm vậy coi sao được mở làm lớn mà đi trộm của cháu thì còn mặt mũi nào nữa đây khổ quá cản trở xe ưu tiên tài xế ô tô bị phạt 7 triệu đồng tước bằng lái 2 tháng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh vừa lập biên bản xử phạt tài xế L, sinh năm 1990, trú Quảng Ninh, điều khiển ô tô tải trên đường cao tốc Hải Phòng Móng Cái vì có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2023, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái đã phát tín hiệu và yêu cầu các tài xế nhường đường cho đoàn xe. Tuy nhiên tài xế L không chấp hành nhường đường xe ưu tiên. Đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế L với lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, được quy định tại nghị định 100. Với lỗi trên, tài xế H bị xử phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Điện biên yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc nghi do thuốc diệt cỏ. Sáng 27 tháng 8, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đoàn công tác đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân trong vụ hàng chục người ngộ độc nghi do uống phải nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ. Tại đây, ông Trần Quốc Cường đã giao cơ quan chức năng của huyện Điện Biên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, đồng thời đề nghị huyện có giải pháp bước đầu hỗ trợ các gia đình bệnh nhân về nguồn nước sạch để sử dụng trong khi chờ kết luận. Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, ngoài một bệnh nhân nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thì hiện còn lại hai bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị, các bệnh nhân khác đã được ra viện. Trước đó, như đã thông tin, ngày 18 đến ngày 25 tháng 8, đã có 16 người tại bản Cò Bục, xã Hùa Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, có dấu hiệu bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hu Thanh cho biết, sự việc xảy ra khi chiều ngày 17 tháng 8, bảo vệ của nhà máy thủy điện nằm khẩu hưu, phun thuốc diệt cỏ ở khu vực nguồn nước. Ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã nhận được đơn của các hộ dân ở bản Co Bục thì mới nắm được sự việc. Ngay sau khi nhận được đơn, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an và y tế kiểm tra xác minh. Đến ngày 25 tháng 8, toàn bộ hộ dân ăn nguồn nước này đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. To tàu phát nổ rồi bốc cháy khiến 10 người tử vong thường tâm, lời kể của nhân chứng. Vụ cháy xảy ra ngày 26 tháng 8 trên một toa tàu đổ riêng tại ga đường sắt ở thành phố Madurai thuộc bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau khoảng 2 tiếng. Ngoài toa tàu nói trên, vụ cháy không gây thiệt hại cho các toa xe hoặc đoàn tàu khác. Salih Thalabathi, phát ngôn viên chính quyền quận Madurai cho biết ai đó đã cố pha trà và gây hỏa hoạn. Video cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên bên trong toa tàu. Truyền thông địa phương đưa tin, các hành khách mang lậu một bình ga lên toa tàu và nó phát nổ khi họ sử dụng, gây ra hỏa hoạn. Điều tra về nguyên nhân của vụ cháy, các quan chức cho biết ngọn lửa bùng phát khi một hành khách lén mang bình ga lên tàu và dùng nó để pha cà phê. Khi họ dùng bếp ga để pha cà phê, bình ga đã phát nổ. Được biết, ngọn lửa cháy dữ dội và đội cứu hỏa phải mất tới 2 giờ mới có thể dập tắt được hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng cũng khiến cho 10 người tử vong thương tâm và ít nhất 20 người khác bị thương. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cứu hộ cũng như nhân viên đường sắt đã lập tức đưa các thi thể nạn nhân thiệt mạng và người bị thương đến bệnh viện. Anh khách Siva Rajasingh Châu Han 65 tuổi cho biết, đám cháy bùng phát khi họ đang ngủ. Ông kể, tôi không biết lửa bùng phát như thế nào, tôi đẩy được bốn người ra khỏi toa tàu nhưng ngất xỉu vì kiệt sức. Tôi lo lắng cho vợ tôi và những người khác đi cùng với chúng tôi. Giới chức địa phương cho biết, toa xe nói trên do một đơn vị lữ hành đặt riêng tại Ấn Độ, những người có nhu cầu có thể thuê riêng cả toa xe thông qua cổng đăng ký của tập đoàn du lịch và dịch vụ đường sắt Ấn Độ. Tuy nhiên, hành khách bị cấm mang vật liệu nguy cơ cháy nổ cao như bình ga. Cơn sốt tạo ảnh anime trên mạng xã hội bằng AI tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Từ giữa tháng 8, ứng dụng Luxi tích hợp khả năng biến ảnh chụp thành tranh vẽ theo phong cách hoạt hình Nhật Bản anime gây sốt mạng xã hội Việt Nam. Theo dõi trên Facebook và Instagram tràn ngập ảnh chân dung và phong cảnh theo phong cách anime do Luxi tạo ra. Ứng dụng này nhanh chóng vươn lên trở thành app được tải nhiều nhất ở Việt Nam. Luxi xuất hiện trên nền tảng iOS và Android từ năm 2018, nhưng phải đến khi cơn sốt AI lan rộng trên toàn cầu, nhà phát triển của Luxi bắt đầu tích hợp tính năng biến ảnh chụp thành tranh anime. Tuy nhiên, hiện lúccy chỉ còn phiên bản dành cho iOS, phiên bản dành cho Android đã bị xóa khỏi Google Play không rõ lý do. Theo một chuyên gia bảo mật, người dùng nên thận trọng khi trao ảnh cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ sử dụng. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân. Vị chuyên gia này khuyến cáo người dùng không nên đưa ảnh nhạy cảm riêng tư vào app vì nó có thể được dùng cho nhiều mục đích, thậm chí cả lừa đảo mà không thể kiểm soát. Xe VinFast sắp có công nghệ nhìn xuyên gầm Trên một số dòng xe VinFast thử nghiệm, hệ thống camera 360 độ cùng thuật toán tái tạo cho phép tài xế nhìn xuyên thấu toàn bộ gầm xe. VinAI thuộc tập đoàn VinGroup cho biết đang nghiên cứu công nghệ quan sát toàn cảnh nâng cao và sẽ ứng dụng trên các dòng xe điện thương mại VinFast trong thời gian tới. Ngoài chức năng hiển thị hình ảnh 360 độ của xe dạng 3D cho phép tùy chỉnh các góc độ, hệ thống ASVM còn có một chức năng mới là nhìn xuyên toàn bộ gầm xe. Chức năng này sử dụng hình ảnh của hệ thống camera 360 độ kết hợp cùng các thuật toán tái tạo, cho phép hiển thị hình ảnh ảo của mặt đường dưới gầm ở tốc độ dưới 20 km h Hình ảnh tái tạo này hiển thị trên màn hình trung tâm cho tài xế cái nhìn xuyên thấu qua gầm xe, khi đó chiếc xe như một vật thể trong suốt. Mục đích tăng tầm nhìn cho tài xế, đặc biệt hữu dụng khi xe lăn qua đoạn đường hẹp hoặc ấp rớt ở địa hình như sỏi đá, chứa ngại vật. Nhờ hình ảnh hiển thị bên dưới gầm hay vị trí các bánh xe, người lái có thể điều khiển xe an toàn hơn. VinFast chưa nói rõ thời điểm công nghệ này xuất hiện trên các dòng xe của hãng với những dòng xe vinfast có hệ thống camera 360 độ đại diện hãng nói chỉ cần cập nhật phần mềm để tính năng này hoạt động hai lần rồi đó em tố nữ cảnh sát giao thông bắt dân thổi nồng độ cồn khi nào có tội mới thôi tài khoản bất ngờ bị phốt ngược Cách đây vài giờ, một tài khoản TikTok chuyên đăng tải thông tin về giao thông đã chia sẻ vụ việc gây tranh cãi. Theo đó, đoạn video được đăng tải kèm theo dòng trạng thái tố nữ cảnh sát giao thông cố chấp bắt người đàn ông bị nghi ngờ đã uống rượu bia còn tự lái xe, thổi vào máy đo nồng độ cồn lần 3, dù trước đó người này đã thổi hai lần và máy không báo hơi thở có cồn. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải cùng nhau giải thích cho người đàn ông hiểu là anh ta thổi hơi nhưng thổi không đúng nên máy chưa nhận được thông tin để xử lý. Nhưng người đàn ông cứ khăng khăng, bản thân đã thổi hai lần máy không báo, nghĩa là anh ta không uống rượu bia nên nhất định sẽ không thổi thêm lần nào nữa. Không rõ vụ việc sau đó đi về đâu, nhưng bất ngờ là bên dưới phần bình luận của đoạn video, hơn phân nửa số người để lại comment đều có ý chửi bới và xúc phạm lực lượng tuần tra, đặc biệt là nữ cảnh sát giao thông trong đoạn video. Mặc kệ cho nhiều bình luận khác vào giải thích rằng người đàn ông cố tình chống đối, thổi không đủ hơi và kênh đăng tải dẫn dắt dư luận đi sai hướng. Một vài bình luận tranh cãi đáng chú ý bên dưới video. Bởi nói việc học nó quan trọng, mấy ông ít học mới rảnh rỗi đi đăng video sàn bậy câu view, rồi mấy anh hùng bàn phím thấy công an bị phốt là nhảy vô chửi tới tấp, không cần biết đúng sai. Ủa bộ không nghe đồng chí nữ bảo anh phải thổi tới vạch hả? Nghĩa là hơi thổi phải đủ cả cây thì mới đo được, chứ không phải là thổi khi nào lên đồ cồn mới được đâu. Bắt thổi khi nào xì tiền ra mới thôi. Tôi không uống rượu thì bị bắt thổi 100 lần cũng không sợ, chứ nói chi 2-3 lần. Tranh cãi vụ việc cảnh sát giao thông đập điện thoại của dân ở giữa đường. Mới đây mạng xã hội vừa lan truyền đoạn video gây ra nhiều tranh cãi. Theo đó, người chia sẻ đoạn video là thanh niên tố cảnh sát giao thông đập điện thoại của mình và cho rằng đội cảnh sát giao thông tuần tra đang áp bức dân. Theo đó, trong video, nam thanh niên bị lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra giữ lại vì lý do nào đó chưa được tiết lộ, nhưng có vẻ như thanh niên không đồng ý với lỗi phạt mà phía đội tuần tra đưa ra nên không chịu hợp tác ký vào biên bản xử lý. Sau đó, nam thanh niên có lấy điện thoại ra với mục đích quay lại sự việc, thì bất ngờ một đồng chí đã quơ tay khiến thanh niên làm rơi điện thoại xuống đất. Bức xúc biến thành phẫn nộ, nam thanh niên cất cao giọng tố cảnh sát giao thông đập điện thoại của dân ngay giữa đường. Sau đó, người này kích động lời qua tiếng lại vô cùng căng thẳng với đồng chí làm rơi điện thoại của mình. Vấn đề nhạy cảm sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự chú ý lớn và gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Cụ thể, nếu như đa số bình luận đều bên vực nam thanh niên và chửi bới cảnh sát giao thông, thì trong đó lại có ý kiến đứng về phe đồng chí cảnh sát giao thông vì cho rằng đoạn video chỉ quay lại phân nửa vụ việc nên không thể kết luận ai đúng ai sai. Đồng thời, trong đoạn video, thái độ của nam thanh niên cũng rất quá đáng khi văn tục và thét lớn vào mặt cảnh sát giao thông. Cơ bản vẫn thường xảy ra trường hợp người vi phạm đã sai nhưng cố tình làm khó lực lượng chức năng, nên trường hợp này không nên vội vã kết luận ai sai chưa biết sao, chưa thấy cái miệng ông quay phim cũng quá trời. Sơ hở là dở cái trò công an hiếp đáp dân để lèo lái dư luận, nhìn cả cách ông này la làng thách thức người ta là biết không phải dạng vừa. Công an bây giờ không còn như xưa, cứ làm khó dân đủ điều, sao không nhỏ nhẹ giải thích mà đôi co với dân làm gì, với lại công an được quay thì sao dân không được quay. Thực hư việc hai tiếp viên hàng không chụp ảnh tự sướng trên cánh máy bay Hình ảnh hai tiếp viên hàng không đứng chụp ảnh trên cánh máy bay đang gây chú ý trên các trang mạng xã hội. Họ vi phạm khi chuẩn bị có chuyến bay khởi hành từ thủ đô Buenos Aires, Argentina vào ngày 16 tháng 8. Đoạn video bắt đầu với cảnh một nữ tiếp viên hàng không tạo dáng chụp ảnh, sau đó có sự tham gia của một đồng nghiệp nam. Michael Benzer cho biết, việc đứng trên cánh máy bay có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Cánh của một chiếc Boeing 777 cao khoảng 5 mét. Hơn nữa, dù hạ cánh ở nhiệt độ cao, bộ phận này có thể bị bao phủ bởi băng tuyết gây trơn trượt. Trong một phát biểu, đại diện của hãng hàng không Swiss Air có tên Michael Benzer đã chỉ trích gay gắt hành vi kể trên. Người này cho biết những tiếp viên vi phạm sẽ phải chịu những án phạt nặng. Hiện nay, danh tính của hai tiếp viên này chưa được hé lộ. Khi xảy ra vụ việc, không có hành khách nào đang ở trên máy bay. Trực thăng chở 23 binh sĩ Mỹ rơi khi tập trận tại Úc, có nhiều thương vong. Ba binh sĩ thiệt mạng khi trực thăng Osprey chở 23 lính thủy quân lục chiến Mỹ rơi trong cuộc tập trận tại Úc ngày 27 tháng 8. CNN dẫn thông tin từ giới chức Mỹ xác nhận, ngoài 3 người thiệt mạng, còn 5 người khác bị thương được chuyển tới Bệnh viện Hoàng gia Darwin trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 theo giờ địa phương trên đảo Melvin của Úc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trên trực thăng đang hỗ trợ cho cuộc tập trận quân sự Predatoran 2023. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiến hành. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tuyên bố từ phía giới chức quân sự Mỹ nhấn mạnh. Thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc Natasha Fai trước đó cho biết một số thủy quân lục chiến Mỹ khác đang được điều trị tại hiện trường. Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi đây là một vụ tai nạn thương tâm. Chúng tôi rất quan tâm tới vụ tai nạn này và đảm bảo rằng mọi sự hỗ trợ sẽ được thực hiện ở thời điểm hiện tại. Ông Albanese lên tiếng. Được biết, cuộc tập trận chung Predator Run 2023 được tổ chức ở Úc. Ngoài chủ nhà còn có cả lực lượng Mỹ, Indonesia, Philippines và Đông Timor, với tổng cộng 2.500 binh sĩ tham gia sự kiện. Sốt giá, đứt gãy nguồn cung cát ở miền Tây Thời gian qua, nguồn cung cát ở địa bàn miền Tây khan hiếm, Giá tăng gây khó khăn cho nhiều công trình xây dựng, nhất là các dự án cao tốc cần đẩy nhanh tiến độ. Nhìn hàng loạt dàn sáng cạp đậu trên sông Hậu do cát giảm, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở An Giang cho biết hiện mua bán cát tại các mỏ gần như đóng băng vì giá quá cao. Cát sàng lắp tại mỏ là 120.000 đồng đến 130.000 đồng mỗi mét khối cộng chi phí vận chuyển, giá về tới công trường ở Cần Thơ, Hậu Giang chừng 320.000 đồng đến 330.000 đồng mỗi mét khối, tăng 60.000 đồng đến 70.000 đồng so với hai tuần trước. Theo một doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long, nhiều ngày nay, xà lan của đơn vị phải ngừng hoạt động vì không có nơi để lấy cát. Hai tuần trước, xà lan chở hàng cặp bến, chưa tính tiền bốc dở, giá cát sàn lấp là 200.000 đồng mỗi mét khối, nay lên 270.000 đồng mỗi mét khối, trong khi giá trúng thầu cố định rất khó tăng. Tình trạng thiếu hàng cũng xảy ra đối với cát xây dựng. Hiện mỗi mét khối cát xây tô có nguồn gốc Campuchia được đưa từ cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, An Giang về tới Cần Thơ là 280.000 đồng, vận chuyển tới công trình là 380.000 đồng, tăng 70.000 đồng so với nửa tháng trước. Theo các doanh nghiệp xây dựng, nguồn cung cát ở miền Tây chững lại. Giá nhảy múa trong nửa tháng qua, sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây khai thác vượt trữ lượng cấp phép ở An Giang, một số chủ mỏ cát nhân cơ hội đã găm hàng, đẩy giá tăng cao hơn. Việc này ảnh hưởng nhiều công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án cao tốc ở địa bàn đang cần đẩy nhanh tiến độ. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Thái Lan tạm biệt người dân. Thủ tướng Prayut tạm biệt người dân Thái Lan sau 9 năm nắm quyền, hy vọng một số sáng kiến của chính phủ ông tiếp tục được thực hiện. 9 năm làm thủ tướng Thái Lan là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã cống hiến trí tuệ năng lực của bản thân để phối hợp với các tầng lớp trong xã hội Thái Lan vì lợi ích của đất nước cùng người dân. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Rajut Chanocha viết trên Facebook hôm 26 tháng 8. Ông Rajut cho rằng, chiến lược quốc gia 20 năm dưới thời ông là la bàn định hướng cho sự phát triển của Thái Lan theo hướng bền vững. Chính phủ của ông đã đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng giao thông như đường cao tốc, đường sắt và hàng không để đáp ứng sự mở rộng kinh tế và xã hội trong tương lai. Ông Prayuth cũng chỉ ra chính phủ của ông đã thành lập hành lang kinh tế phía đông EEC để tạo điều kiện cho 12 ngành công nghiệp trong tương lai và nâng cao trình độ lao động Thái Lan nhằm đáp ứng nhu cầu sau này về nhân công có tay nghề và năng lực công nghệ. Hành trình 9 năm qua không suôn sẻ hay dễ dàng. Những xung đột ở nhiều nơi trên thế giới đã ảnh hưởng tới giá năng lượng, chi phí sinh hoạt và lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta phải đoàn kết và vượt qua nó, Thủ tướng Prayuth cho biết. Ông Prayut hôm 24 tháng 8 gặp người kế nhiệm Srettha Thavisin tại trụ sở chính phủ, đánh dấu lần đầu lãnh đạo của chính quyền cũ và mới gặp mặt trong lịch sử Thái Lan. Thủ tướng Thái khuyên ông Srettha kiên nhẫn và gạt bỏ bất đồng khi điều hành đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.